kim cương bước đẹp lượn vòng năm sao với gì nhá. Bây giờ chúng ta cùng chơi đón áo màu bốn đến kim cương để đón mi con số gì kim là rơi rơi từ đầu dễ thương xinh đẹp tươi đẹp lưu mi rồi gì. Để bây giờ không nghe công chúa tắt tay cho chúng ta nghe câu câu đi rồi rồi gì dễ thương kim chứ không quốc tế thì ngư quý vị nhá. Bây giờ chúng ta cùng chào đón kim từ ô bốn mươi tươi đẹp lao kim
con mười lăm cái con mười lăm xuống kỳ nga xuống kỳ nga con xuống kỳ nga xuống kỳ nga con không bước qua hai cuối đàn không ngờ bước qua nhiều chân bó lại mà hai con cứ thơ chi minh cứ thời mà thất tình giờ trời vô sinh hai trẻ mới lớn cùng nay mẹ về hồn để chơi mà đi cưới hai con cùng cưới theo mẹ mà làm chi hãy ở dưới gì số một mà được cao đi nằm đi sao ngồi nó làm cho mấy nó mình gì vậy mà luôn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.